Sở Kiều và Phó Hàn đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng cô lại chỉ gặp chồng ba lần. Lần đầu cô đến thăm đơn vị của anh, nhưng lại nhận nhầm người. Sở Kiều nắm tay người lạ và nói, Đã lâu lắm rồi đấy, chúng ta phải nhanh chóng có con thôi. Anh chàng đó sợ hãi, chạy đến trốn sau lưng chồng cô, mếu máu. Báo cáo đội trưởng, tôi bị oan, là chị dâu nắm tay trước. Chồng cô cau mày, nghiêm nghị nói, Tôi đã hứa cho em tự do, nhưng em lại chọn tự do là định có con với người khác câu chuyện hôn nhân đặc biệt giữa cô vợ vô tri và anh chàng sĩ quan hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ chuyện trên kênh youtube nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của hạ vũ rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới Chúc khán Thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Từ lúc quen biết đến khi kết hôn nửa năm, Sở Kiều và Phó Hàn chỉ gặp nhau ba lần. Lần đầu là trong bữa cơm của hai gia đình. Cô thấy anh đẹp trai, chủ động bắt chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ nói ba câu, cả ba câu đều mang theo vẻ nghiêm túc và xa cách. Một, tôi tên Phó Hàn, đang làm việc ở miền Đông. Hai, tôi không giỏi nói chuyện. Ba. Đồng chí Sở Kiều, hãy cẩn thận trên đường về nhà. Đồng chí, hôm đó cô chạy đi mà không kịp xin số điện thoại. Lần thứ hai là lúc đi đăng ký kết hôn, bố mẹ Phó nói anh rất thích cô, ở nhà luôn nhắc đến cô, nhưng khi chụp ảnh cưới thì đứng cứng ngắc, nghiêm túc như đang trong buổi huấn luyện quân sự. Lúc đó Sở Kiều mới hiểu, kết hôn với Phó Hàn cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cô giàu có, vui chơi khắp nơi, là kẻ đa tình trong tình yêu còn anh được giáo dục nghiêm khắc làm việc theo khuôn mẫu chẳng hề thú vị bố mẹ cô hy vọng phó hàn có thể dạy bảo cô còn bố mẹ anh lại hy vọng sự năng động của cô có thể ảnh hưởng đến anh kết quả là hai người bọn họ kết hôn nhưng sống riêng nhớ lại đêm đăng ký kết hôn sở kiều không tin vào sự thật trước mắt thử tiếp cận anh chàng đẹp trai này cố tình vào phòng tắm lúc phó hàn đang tắm ai ngờ phản xạ của anh nhanh ép cô vào tường gạch lạnh ngắt cùng những giọt nước dính đầy lên mặt cô dù anh đã lập tức thả tay và xin lỗi xin lỗi tôi chưa quen với mối quan hệ này nhưng hứng thú của cô đã về con số không phiền hơn nữa là khi quay lại anh đã cuốn khăn quanh eo cô chẳng thấy gì cả người đàn ông này phòng vợ còn hơn cả phòng kẻ trộm cô liền rời khỏi phòng tân hôn trở về căn hộ riêng của mình và gọi bạn thân khương Noãn đến ở cùng sợ kiều cậu lén kết hôn cho tới xem ảnh chồng đi Sở Kiều đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cô bạn. Khương Noãn ngạc nhiên. Ôi trời, đẹp trai thế này mà sao cậu lại ở đây? Đến đi ngủ với anh chàng đẹp trai này chứ. Sở Kiều cười nhạt. Cậu đã thấy ai treo ảnh danh nhân trong phòng tân hôn chưa? Tôi cảm thấy mình không phải là kết hôn mà là đi học. Lần thứ ba gặp nhau, cô Tiến Anh lên máy bay. Trước mặt bố mẹ hai bên, Phó Hàn đỏ mặt, lắp bắp nói năm chữ. Anh sẽ nhớ em. Người đàn ông nói lời tình cảm một cách lúng túng và dễ thương, nhưng cô cũng không nghĩ đó là thật lòng, chỉ là làm dáng trước mặt bố mẹ mà thôi. Sau đó suốt nửa năm, hai người bọn họ không gặp lại nhau. Mỗi tối anh gửi tin nhắn cho cô, mỗi tuần gọi điện một lần, nhưng giọng điệu như là báo cáo công việc. Mỗi tháng chuyển tiền lương cho cô, nhưng nội dung chuyển khoản lại là Báo cáo, lương thực nhận tháng này 35 triệu 500 nghìn, bao gồm trợ cấp đã chuyển cho em 35 triệu 200 nghìn. Phó Hàn xin phép sử dụng 300 nghìn cho bữa ăn. Nếu đồng ý, xin phê duyệt. Câu trả lời 1. Anh nói, hãy trả lời phê duyệt. Sở Kiều ngán ngẩm, nếu tôi không phê duyệt thì anh có đi ăn không? Một phút sau, tài khoản của cô nhận được thông báo anh đã chuyển thêm 300 nghìn còn lại cho cô. Mợ nó, kết hôn một lần này khiến cô mở rộng tầm mắt rất nhiều đấy cô thèm muốn số tiền của anh hay sao? Cô chuyển hết lại, nhưng Phó Hàn lại chuyển về, chỉ giữ lại 300 nghìn. Bên kia đang nhập ba chấm, rất lâu, rồi anh gửi vài chữ. Hôm qua, anh mơ thấy em. Sở Kiều cảm thấy căng thẳng, nghĩ rằng Phó Hàn chắc chắn không thể nói như vậy. Nên cô hỏi, bố anh đang ở cạnh à? Anh đáp, làm sao em biết? Ha ha, cô nói mà, lại là làm dáng thôi. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Sở Kiều dần trở nên trống rỗng. Nhìn vào khối tài sản lớn kia, cô bắt đầu nghĩ về vấn đề ai sẽ thừa kế. Dần dần Sở Kiều nảy sinh ý nghĩ, bỏ cha giữ con. Phó Hàn đẹp trai, khỏe mạnh, con cái chắc chắn sẽ xuất sắc. Quan trọng nhất là với tính cách của anh, cô đoán không đến 2 năm, anh sẽ không chịu nổi cô, chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn. Đến lúc đó cô vừa có con nối dõi, vừa được tự do, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Sở Kiều xin phép sang bên đó thăm thân, nhưng đội cảnh sát vũ trang chỉ phê duyệt cho cô 5 ngày. Thời gian quá gấp rút, cô phải tranh thủ thôi. Sở Kiều nhắn tin cho Phó Hàn, bảo anh đợi cô dưới khu dưới nhà mình. Lúc đó cô mới nhận ra một điều rất quan trọng, cô không nhớ nổi anh trông như thế nào. Dưới nhà có nhiều người mặc cảnh phục, ai nấy đều đứng thẳng tắp, đội mũ nữa, khiến cho cô không thể phân biệt được ai là ai. Sở Kiều lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, nhào mắt nhìn kỹ từng người trong đám đông. Cuối cùng cũng phát hiện ra một người đàn ông dưới gốc cây rất giống anh. Sở Kiều chạy về phía Phó Hàn, vừa chạy vừa vẫy tay. Khi ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, anh cau mày, trông giống ảnh chụp đến tám phần. Cô liền ôm chầm lấy anh. Anh sợ hãi đẩy cô ra ngay lập tức. Cô làm gì vậy? Sở Kiều hơi bực mình, ôm cũng không cho, làm sao mà sinh con được đây? Có vẻ thời gian này phải chấn chỉnh người đàn ông này thôi anh dường như đen hơn, không còn đẹp trai như trước, giọng nói cũng khàn hơn một chút. Sở Kiều không muốn vòng vo, liền nói thẳng, "Tôi biết anh cũng rất bận, chúng ta tranh thủ thời gian sinh con đi, cố gắng một lần ăn ngay nhé." Phó Hàn như thấy ma vậy, biểu cảm sợ hãi đến tái mặt. Đúng lúc này một giọng nói nghiêm túc và quen thuộc vang lên sau lưng cô. "Sở Kiều." Sở Kiều cứng đờ, linh cảm không lành chạy từ chân lên đầu, cô càng người chậm chạp quay đầu lại chỉ thấy một phiên bản đẹp trai hơn của Phó Hàn đứng sau lưng cô. Anh mặc cảnh phục, vai rộng eo thon, giá người cao giáo, má và đôi mắt ửng đỏ nhẹ nhàng. Ai biết là anh đang giận, ai mà không biết còn tưởng là anh đang ấm ức đấy. Lúc kết hôn anh đã hứa sẽ cho em đủ tự do, vậy mà bây giờ em lại tìm người khác để sinh con, có phải là tự do quá rồi không? Cứu với, cô nhận nhầm người rồi. Còn anh chàng bị cô nhận nhầm như con thỏ nhỏ chạy đến trước mặt phó hàn báo cáo đội trưởng tôi bị oan là chị dâu nắm tay trước quá xấu hổ sở kiều đứng cứng đờ không thể nhúc nhích phó hàn gật đầu nói tôi biết bố cậu đang ở gần buồn hoa cậu đi đón ông ấy đi anh bước từng bước dài về phía cô dưới ánh mắt của cô anh lặng lẽ nhấc hành lý dưới chân cô lên người đàn ông này dường như bẩm sinh đã có khí chất khiến cho người khác nín thở sở kiều không thể nói nên lời trong căn phòng ở khu nhà gia đình im ắng đến đáng sợ. Từ khi vào phòng, anh đã tự nhiên giúp cô sắp xếp hành lý, dọn dẹp giường chiếu. Lần thứ tư gặp nhau, dường như hai người bọn họ còn nói ít hơn. Sở kiều xấu hổ nhìn trời nhìn đất, dùng ngón chân cào sàn, chỉ là không dám nhìn anh. Tôi nói tôi vừa nhận nhầm chồng, anh có tin không? Phó Hàn cúi đầu xuống, đặt chiếc vali trống dưới giường. Lúc cúi đầu thuận tiện tiến lại gần cô, như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh dừng lại nhìn cô. Có lẽ do cúi đầu, giọng nói anh mang theo hơi thở nhẹ. "Vậy em nhìn kỹ thêm vài lần nữa đi, để không quên chồng em trông như thế nào." "Ôi trời, bình thường Phó Hàn vô tình không nói, không hiểu sao lúc này lại quyến rũ thế này." Nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa, lông mi còn dài hơn cả cô, đồng tử không quá lớn nhưng giống như đang phát sáng. Cô không thể không tưởng tượng, với gen đẹp trai như vậy, con cái sinh ra sẽ đẹp đến mức nào? có lẽ ánh mắt của cô quá lộ liễu. phó hàn bất ngờ đứng thẳng người lên, cao mày đầy rè rặt. chỉ hứa nhìn vài lần thôi mà. hả? keo kiệt vậy sao? chúng ta là vợ chồng mà, tôi cứ nhìn đấy. phó hàn mím môi không nói gì, má, tai và cổ đều đỏ bừng. bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần. trong quân doanh mà đánh nhau thì không hay lắm vậy hay là cô miễn cưỡng hôn anh một cái sở kiều bồn trốn siết chặt nắm tay cứ coi như là chuẩn bị tốt cho tối nay lan giường vậy nhưng cô lại cảm thấy hơi lo sợ sợ phó hàn sẽ ép cô vào tường như ngày đăng ký kết hôn không sao cứ làm đi cô nhón chân chuẩn bị lao vào anh báo cáo cánh cửa nửa mở nửa khép chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này bị một cảnh sát đẩy ra phó hàn theo phản xạ đi sang một bên cô mất điểm tựa Bóp một tiếng đập vào khung giường Chết tiệt Phó Hàn quay lại lo lắng hỏi Đập vào đâu, có đau không Sở Kiều xấu hổ cắn răng cười gượng Vẫy tay Trời ơi, cô đã thất bại hai lần khi làm chuyện này Cả hai lần đều thua anh Người đàn ông này thú vị thật đấy Năm phút sau Phó Hàn nói xong chuyện quay lại Trong đội có chút việc Trưa nay anh không thể ăn cơm cùng em Sở Kiều sợ tối nay Phó Hàn sẽ không xuất hiện ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của cô nên nhẹ nhàng nhắc nhở. Em đợi anh. Tối nay cô nhất định phải chiếm lấy người đàn ông này. Phó Hàn về nhà lúc 5 giờ, mang theo túi sách và mặc quần áo thường phục. Anh nói đã mấy năm rồi anh không được nghỉ phép. Lần này nghỉ 5 ngày để đưa cô đi thăm thú các điểm du lịch và ở lại một homestay. Sở Kiều vừa định cảm thán người đàn ông này cũng có chút hiểu biết. Cho đến khi cô đẩy cửa phòng của homestay mà anh đã đặt, ai mà ngờ được vợ chồng mà đặt phòng hai giường đơn ý anh là sao sao không đặt luôn hai phòng riêng đi cho rồi phó hàn ngạc nhiên cau mày một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu xin lỗi do anh vội quá để anh đi đổi thành hai phòng trời đất ơi anh còn nói là vội vội để làm cô tức chết hay sao không cần phải ly hôn cứ thế này mà thành quá phụ luôn rồi sở kiều nhặt chiếc gối lên ném vào phó hàn hận anh đúng là đồ gỗ đá anh thậm chí không né tránh cứ thế đứng thẳng bị gối đập trúng mặt anh cúi đầu nhìn ánh mắt hiện lên có chút uất ức có ai uất ức hơn cô không cuối cùng vẫn là sở kiều lên mạng đặt một phòng giường đôi cho cặp đôi cô kéo anh đi ngay khi bước vào phòng đã vô cùng hài lòng còn anh một người đàn ông lại xanh mặt mặc dù rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh đôi mắt anh ánh lên chút ngại ngùng Phòng này không được, màu mè quá, không đứng đắn chút nào." Sở Kiều cáu, cô đang tạo ra không gian lãng mạn, anh lại nói là đứng đắn. Sở Kiều giận đến mức nhặt mấy đồ trang trí trên tường ném lên giường. "Chúng ta đang đi chơi với tư cách là vợ chồng, chứ không phải là đi tu." Cô chỉ vào những món trang trí vui nhộn kia. "Anh thật sự không hiểu hay là?" Phó Hàn nhìn theo hướng tay cô chỉ, ánh mắt như bị bỏng rát, lập tức quay lại. Anh không trả lời. Suốt cả quá trình cúi đầu, hai má lẫn tai đều đỏ bừng. Giờ cô đã hiểu rồi. Anh hiểu. Có lẽ do nền giáo dục mà anh nhận được không cho phép anh thả lỏng như vậy. Vậy nên anh mới đang giả vờ trước mặt cô. Hiểu là tốt rồi. Ít ra còn dễ dàng hơn so với một cục gỗ thực sự. Sở Kiều gọi lễ tân mang lên một chai rượu. Đợi khi cô làm anh say mềm, bản chất thật sẽ lộ ra. Dù anh có là thần tiên cấm dục, tối nay cô cũng sẽ kéo anh xuống khỏi bệ thờ lúc phó hàn đi tắm cô đã bày sẵn hoa tươi còn thắp vài ngọn nến đỏ lúc anh bước ra những giọt nước chảy dọc theo đường nét săn chắc của cơ thể đôi mắt cô không thể kiềm chế mà dõi theo những giọt nước đó cho đến khi một chiếc áo thun che mất cảnh tượng tuyệt vời ấy sở kiều tức tối nhìn phó hàn anh rõ ràng có chút chững lại sau đó lại lặng lẽ nhón chân đi ngang qua cô cô suýt nữa thì bật cười vì tức giận sở kiều chớp mắt giơ ly rượu vang từ phía sau vòng tay qua eo phó hàn ngọt ngào nói anh yêu uống một chút nhé cơ thể rắn chắc của anh lập tức cứng đờ rượu trong ly cũng rung rinh theo em gọi anh là gì phó hàn vừa mới tắm xong giọng nói mang theo chút hơi nước nghe rất êm tai ôi trời sợ kiều cô bị giọng nói làm cho phấn khích rồi sợ kiều nhón chân cố tình ghé sát vào tai phó hàn anh yêu em chỉ gọi mình anh như vậy thôi anh không thích sao lần nữa cô gọi một câu anh yêu cơ thể anh run lên thấy tay anh khẽ động lập tức đỏ lên đúng là đáng yêu ha ha rõ ràng là thích mà xin lỗi anh không thể uống quy định của cơ quan là không được uống rượu giọng nói của anh tuy hơi run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh ồ câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của cô cả sở kiều nheo mắt còn biết cách tránh né vấn đề cơ đấy Sao cô có thể để anh đạt được ý nguyện đây? Cô giả vờ kêu lên, nhân lúc chân trượt đâm sầm vào ngực phó hàn, thuận thế ép ly rượu vào môi anh. Đừng mà, giờ đâu phải là cơ quan, anh yêu. Đây là chiêu trò quyến rũ lợi hại mà Khương Noãn bày. Cô tự cho rằng mình đã học đến mức thuần thục. Nhưng không ngờ Phó Hàn lại nhìn thẳng phía trước. Một tay nâng cô đang mơ màng lên. Tay kia giữ chắc ly rượu. Anh đặt ly rượu lên bàn rồi mỉm cười không nói gì. À, Cô sắp bị người đàn ông này làm cho tức điên lên rồi. Cứu thế này thì làm sao mà sinh con được? Đang lúc dối dám, Khương Noãn nhắn tin cho cô. Cô ấy cũng vừa đến khu vực đông bộ công tác, còn chưa có từng gặp Phó Hàn, bảo cô đưa anh đến quán ba chơi tối nay. Vừa nhìn thấy chữ rượu, cô đã tức giận. Anh ta đúng là một người đàn ông rèn từ thép, cứng đầu, một giọt rượu cũng không uống, sao mà đi ba được? Sợ Kiều kể lể với Khương Noãn, cô bạn thân lại cười hề hề, gửi một biểu tượng ok. Chuyện này dễ thôi mà, tối nay anh Dương và anh Dương học trưởng cũng có mặt. Cậu cứ ngồi giữa hai người học trưởng rồi chụp hình gửi anh ấy. Tôi không tin là anh ấy không xuất ruột. Quả là một ý kiến hay, mắt cô sáng lên. Nói là làm, khi Phó Hàn muốn dẫn cô đi ăn tối, cô bĩu môi nói cô sẽ đi ba với Khương Noãn. Sở Kiều còn cố tình đưa ra màn hình tin nhắn, đã được sắp xếp cẩn thận. Trên đó có cả ảnh của hai người học trưởng Cuối cùng thì sắc mặt của Phó Hàn cũng có chút thay đổi. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, còn quan tâm hỏi. Họ có biết em đã kết hôn chưa? Ồ, hình như cô ngửi thấy mùi gì đó, rất chua nha. Sở Kiều khẽ nhớn mày. Khương Noãn thì biết, còn hai đàn anh đó biết hay không thì tôi cũng không rõ. Được thôi, nếu ghen thì giữ cô lại đi. Anh mạnh như vậy, chắc chắn cô không thể chống cự được. Chỉ cần đè cô lên giường, tối nay cô sẽ không đi đâu nữa. Nhưng Phó Hàn chỉ im lặng một lúc, đột nhiên từ trong vali lấy ra một thứ gì đó, đeo lên cổ cô. Đây là thiết bị định vị, nếu có nguy hiểm thì bấm nút này, có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Hai tiếng là đủ rồi, sau hai tiếng anh sẽ đến đón em. Hả? Sợ kiều cúi đầu nhìn cái thiết bị định vị xấu xí mà không khỏi giật mình. Anh còn đưa cô một chiếc váy kín đáo, không lộ một chút da thịt nào. Cái này đẹp hơn cái em đang mặc thay ra rồi hãy đi chúc em chơi vui vẻ không phải anh trai anh thực sự không gấp gáp chút nào hay sao giọng của phó hàn trầm xuống anh đã hứa với em anh sẽ không hạn chế sự tự do của em trời ơi anh độ lượng anh thanh cao anh đúng là không phải là con người sở kiều giận dữ lườm phó hàn tốt lắm đợi đến lúc cô muốn ly hôn hy vọng anh cũng dễ dàng buông tay như vậy Bên trong quán bar rực rỡ ánh đèn, có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng cô không có tâm trí để ngắm nhìn. Trong đầu toàn là câu nói của Phó Hàn. Chơi vui vẻ nhé. Khi anh nói câu đó, ánh mắt anh cúi xuống. Lúc cô ra ngoài, anh cũng không nhìn thẳng vào cô. Anh có vẻ không vui. Thật kỳ lạ, sao cô lại bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của anh ta chứ? Khương Noãn ngồi cạnh cô hỏi. Cậu đăng ảnh lên mạng chưa? Sở Kiều gật đầu, cảm thấy đầu hơi choáng váng vừa đang rồi tôi còn viết tối nay chắc không về đâu cậu nói xem nếu anh ấy không đến thì phải làm sao khương noãn cười trêu cô ôi tiểu kiều của chúng ta thực sự đã bị cuốn vào rồi đến mức còn lo lắng không yên thế này sao sở kiều uống một ngụm rượu rồi nhổ ra một tiếng nói cô ấy nói bệnh khương noãn cười nói đừng lo phần lớn lính đều là những người đàn ông cứng rắn mà đối với vợ rất có tính chiếm hữu đấy Thật, thật vậy sao? Nhưng khi cô rời đi, anh ta đã không giữ cô lại. Cô đã bị anh chàng này làm cho mất hết tự tin rồi. Nhưng đúng như bạn thân dự đoán, 10 phút sau, Phó Hàn đã đến. Trên khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh và điềm đạm của anh ta, lại có một chút không bình tĩnh, dường như còn thở gấp. Sợ kiêu. Trong ánh mắt căng thẳng và lo lắng của anh, còn ánh lên một tia sáng, bên trong chỉ có mình cô. Khương Noãn nhìn chằm chằm. Trời ơi, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh trước khi chết tôi nhất định phải có một người như thế này hai vị đàn anh ngồi bên cạnh cô đột nhiên không cười nữa dường như họ cũng không có ý định nhường chỗ ngược lại còn hơi mỉa mai giờ kiều đây là người yêu nào của em thế không giới thiệu với các đàn anh à rồi họ nhìn sang phó hàn người thích cô ấy rất nhiều muốn theo đuổi cô ấy thì phải xếp hàng đấy lúc này ánh mắt lạnh lùng của phó hàn quét qua hai người họ tạo ra một áp lực mà cô chưa từng thấy. Sở Kiều bỗng nhớ đến những lần mình bị anh ta làm cho tức ói máu, muốn chọc giận lại anh ta. Cô cố tình giới thiệu, "Anh ấy là bạn tôi, tên là Phó Hàn." "Phó Hàn, đây là hai vị đàn anh của tôi." Hai người đàn anh nhướng mày, "Người yêu ở đây, vậy không gọi chúng tôi là anh nữa à?" "Chết tiệt, bình thường cô cũng có gọi họ là anh đâu." Kịch bản mà Khương Noãn đưa có hơi quá rồi. Sở Kiều chưa từng thấy Phó Hàn tức giận. Nhưng hai chữ anh dường như đã đạp lên điểm yếu của anh ta. Cũng phải thôi, sáng nay cô vừa nói cô chỉ gọi anh là anh. Phó Hàn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, là một nụ cười rất lịch sự, nhưng lại khiến tim người khác đập như đạp trúng mìn. Áp lực lớn quá, lớn đến mức khiến cho cô trột dạ, theo phản xạ nín thở, nuốt nước bọt. Suýt chút nữa thì cô không diễn nổi rồi. Ngay lúc giờ kiều sắp không chịu nổi nữa, Phó Hàn bỗng rời mắt khỏi cô, nhìn sang hai vị đàn anh. Anh ta rút từ túi áo trước ngực ra một cuốn sổ màu đỏ, đập xuống bàn. Phát ra một tiếng cười khiến cho người ta phải run sợ. Bạn, đúng là bạn. Nhưng kiểu bạn này không cần phải xếp hàng đâu. Tất cả hai người bọn họ đều ngơ ngác. Mọi người ơi, ai hiểu không? Ai mà vào ba lại giữ khư khư giấy kết hôn bên người chứ? Hai vị đàn anh cứng đờ người, lặng lẽ đứng dậy. Ngay cả cô cũng bị khí thế này làm cho sững sờ, suýt chút nữa đã đứng lên theo. Phó Hàn đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi lại xuống ghế. Rõ ràng chiếc ghế sofa rất rộng, nhưng anh lại ngồi sát vào tay cô. Anh rất nóng, cánh tay nóng, lòng bàn tay cũng nóng. Như thể là sư tử được đang tuyên bố chủ quyền. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Phó Hàn nhìn Khương Noãn và hai vị đàn anh, lịch sự mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt không có chút ấm áp nào không khí ồn ào bên ngoài và sự im lặng của hai người bọn họ tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Để làm dịu không khí căng thẳng, Khương Noãn chủ động đề nghị chơi trò xúc sắc. Khi không khí bắt đầu ấm lên, Sở Kiều nhỏ giọng hỏi Sao anh lại mang theo giấy kết hôn? Ánh mắt lơ đãng của Phó Hàn bỗng chốc tập trung lại, giọng nói có chút kiềm chế nhưng rất nghiêm túc. Vì trên đó có ảnh của em, ảnh duy nhất, độc nhất vô nhị của em. Sở Kiều mở miệng nhưng không nói được lời nào, Kết hôn lâu vậy rồi Cô thực sự chưa từng gửi cho anh bất kỳ bức ảnh tự sướng nào Tim sở kiều như bị đập mạnh một cái Cô nhìn anh Ánh mắt không thể rời đi Đầu óc như bị đập trúng Dùng mạnh vài cái Có lẽ là do cô đã uống quá nhiều rượu má nóng bừng Ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng Theo kế hoạch ban đầu Khương Noãn lớn tiếng chỉ vào một loạt chai rượu trên bàn rồi nói to Tiểu Kiều Vừa rồi thua nhiều rượu như vậy Bây giờ người nhà đã đến Không thể bỏ qua nhé Tay cô nắm lấy chai rượu, nhưng cảm thấy hơi run rẩy. Thực sự không phải cố ý giả vờ. Hôm nay không khí này đặc biệt làm say lòng người. Trong ánh đèn chập chờn, đôi mắt của anh càng đẹp hơn, có hình bóng của cô trong đó. nó ăn bên này dục. Này, tiểu kiều nhanh lên, nợ rượu phải uống hết rồi mới tiếp tục được. Vừa đặt miệng chai lên môi, cô khẽ dừng lại. Chưa kịp lấp mắt trách móc anh ta, thì chai rượu của cô đã bị người khác giật lấy. Cô ấy không thể uống thêm nữa là phó hàn sở kiều mừng thầm khương noãn đang chờ cơ hội này cô ấy khoanh tay khiêu khích chơi game thì chấp nhận thua cuộc anh là người nhà chắc không thể không nhận chứ đáp lại cô ấy là một động tác chưa từng thấy của phó hàn tôi nhận anh khẽ người đầu cổ họng cử động rất nhanh đã uống cạn một chai một tiếng phập vang lên chai rượu rỗng được đặt lại xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của khương noãn phó hàn lại cầm lên một chai khác không ngừng nghỉ mà lắc một vòng trên đầu lại một chai cạn đáy khương đoãn hoàn toàn la hét lên vỗ tay cổ vũ trong lòng sở kiều thoáng một cảm giác phức tạp cô chọc tay phó hàn anh nói anh không uống rượu mà phó hàn cười xoái lớp bọt tràn ra ở khóe miệng chỉ là không được uống chứ không phải là không biết uống em cứ chơi đi có anh ở đây họ không bắt đạt được em đâu sở kiều bọng môi không nói gì khương noãn bên cạnh bị cơm chó này làm cho khó chịu ôi 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 còn nói là không bắt nạt em à phó hoàn đáp lại bằng một nụ cười hồn hậu nhưng tay lại quét sạch mấy chai rượu như gió cuốn mây trôi sở kiều nhìn phó hoàn như vậy trong lòng bỗng cảm thấy như có bông gòn đang dẫm lên mềm mềm dịu dàng khương noãn thốt lên nói tôi ngửi thấy mùi chua của tình yêu rồi một chai hai chai cho đến mười chai nhưng ai đó hãy nói cho cô biết Tại sao Phó Hàn mãi không say thế? Uống hết chén rượu phạt, Phó Hàn vẫn tươi tỉnh như thường. Nếu không phải là có vài người đã say bí tỉ bởi trò chơi tiếp theo, cô đã nghĩ hai người bọn họ đang uống rượu giả đấy. Nhưng Phó Hàn chỉ có vẻ ngà say, làm cho cô cảm thấy buồn vô cùng. Hu hu, cái này hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Hình như tối nay cô chỉ còn cách phải chấp nhận tình huống này thôi. Tàn cuộc, Khương Noãn đã bị uống say mềm, Cô ấy duyết chút nữa đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của cô. Sợ hãi vì trột dạ, Sở kiều vội vàng gọi một chiếc xe đưa cô ấy về. Trở lại khách sạn, đầu óc cô quay cuồng, nhấn lúc còn chút hơi men liền ôm chặt phó hàn kéo anh vào giường. Anh định đứng dậy bật đèn, nhưng cô như một con bạch tuộc cuốn lấy anh, không cho anh rời đi. Không, đừng bật đèn. Người đàn ông hiếm khi nghe lời, sợ kiều vui mừng, tự nhiên leo lên người phó hàn. Cỡ bụng anh cứng quá, nóng hổi cô rất thích cảm giác này. Tay cô bất ngờ bị nắm chặt, người bên dưới thở nặng nhọc. Chưa tắm, chờ một chút. Đừng làm gián đoạn hứng thú của cô, nhưng tay cô lại bị khống chế lần nữa. Trong bóng tối, đôi mắt của Phó Hàn sáng lên như chứa đựng ánh sáng. Anh khát khao, nhưng cũng rất nghiêm túc nhìn cô. Sở Kiều, anh muốn hỏi em một câu. Ừ, uhm, anh hỏi nhanh đi. Sở Kiều nói trong khi miệng vẫn còn đang chuẩn bị hành động em có thích anh không thích sở kiều không một chút do dự sẵn sàng tiến tới muốn ăn miếng thịt thơm ngon này nhưng phó hàn lại dùng mu bàn tay chặn miệng cô lại anh nói là kiểu tình yêu ấy yêu một từ vừa quen thuộc vừa xa lạ như một thùng nước lạnh đổ xuống làm cô tỉnh táo nếu là trước đây với tính cách tự do của cô chắc chắn cô sẽ không do dự mà nói dối nhưng dưới ánh trăng mờ ảo đối diện với đôi mắt đầy nhiệt huyết và kiên định của phó hàn cô lại do dự phó hàn người đàn ông cứng nhắc này thực sự khác biệt so với những người khác trong khoảnh khắc do dự đó anh không cho cô cơ hội trả lời anh ôm chặt lấy cô dễ dàng đào ngược tình thế đặt cô xuống mái tóc dài xõa xuống cô nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng tắm trên người anh có mồ hôi anh đi tắm trước em ngủ trước đi phó hàn hành động rất nhanh Khoảnh khắc gấu áo của anh chợt khỏi đầu ngón tay cô, cô thấy mũi mình cay xè, chui vào chăn để giấu cảm xúc. Khỉ thật, chỉ là một gã đàn ông thôi mà, có gì đâu mà cô phải buồn như vậy. Anh ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô được. Có lẽ do hơi men vẫn còn sót, sợ kiều nghĩ đến vô số cách để phản công vào nửa đêm, nhưng cuối cùng không sử dụng được cách nào, thậm chí cô còn không biết mình đã ngủ tiếp đi như thế nào. Nửa đêm dường như cô nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt, Thấy Phó Hàn dùng điện thoại làm đèn, đang viết gì đó, Sở Kiều lẩm bẩm hỏi: "Anh anh đang làm cái gì vậy?" Dưới ánh đèn, Phó Hàn mỉm cười hơi ngại ngùng, sau đó lại nghiêm túc cúi đầu tiếp tục viết. "Anh đang viết bản kiểm điểm. Hôm nay anh phá lệ uống nhiều rượu, ảnh hưởng rất là không tốt, nên anh phải viết bản kiểm điểm gửi đội. Em ngủ đi." Sở Kiều hít một hơi thật sâu, cô thừa nhận, cô bị nguyên tắc của người đàn ông này đánh bại rồi sáng sớm tỉnh dậy đầu cô đau như bố bổ quá lâu rồi không buông thả đúng là cô đã già rồi dạ dày khó chịu khóe miệng khô khốc sở kiều gục đầu vào thùng rác bên giường nôn thốc nôn tháo vào lúc cô đang cố gắng lau miệng thì nghe thấy tiếng động phó hàn từ trong bếp bước ra tay cầm một bát gì đó thấy cô trong tình trạng thảm hại này anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng giúp cô nhuận khí tôi không sao Sở Kiều dựa vào lồng ngực rộng lớn của Phó Hàn, tim đập mạnh không tự chủ được. Đang tự mắng mình vì yếu đuối, anh đưa cho cô một bát nước. Dạ dày khó chịu lắm phải không? Tối qua anh nghe thấy em cứ rên rỉ. Đây là canh giải rượu, uống chút đi, lát nữa ăn gì đó sau. Phó Hàn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sở Kiều nhận lấy bát canh, nhấp một ngụm, hơi ngọt, ngon lắm. Uống hết một bát, dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Sở Kiều cười toe toét, mơ màng hỏi anh. Anh mua ở đâu vậy? Đây không mua được đâu. Anh hỏi người ta xin công thức rồi tự nấu đấy. Anh nhận lấy bát của cô đặt sang một bên, ân cần dùng mua bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô. Lông bày anh khẽ nhíu lại, lông mi dày như quạt mo, khi tập trung lại càng khiến anh trông sâu sắc cuốn hút hơn. Không bị sốt. Anh nhẹ nhàng thở ra vài chữ, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ một lúm đồng tiền. Khuôn mặt vốn đã nam tính lại dạng dỡ càng thêm quyến rũ. Trời ơi! Cô nghiêng đầu nhìn, nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Không may rơi xuống mu bàn tay anh. Phó Hàn cúi đầu nhìn nước miếng, rồi nhìn cô vẫn bất động, đầy thắc mắc. Có phải em đói rồi không? Nếu không phải tiếng bụng kêu cứu nguy kịp thời, có lẽ cô đã mất hết mặt mũi vì đôi má ửng đỏ rồi. Sở Kiều nhanh chóng vừa rẽ một chiếc bánh bao nhỏ, vừa nhe răng cười với Phó Hàn. Đợi đấy mà xem, chờ khi chị đây hồi phục lại sức lực, cô sẽ tìm cách ăn anh. Khi đã tỉnh táo trở lại, không còn ảnh hưởng của rượu, cô đã nghĩ xong rồi. Nếu Phó Hàn dám hỏi lại cô hỏi kỳ quạc tối qua, cô nhất định sẽ không do dự mà ăn anh sạch sẽ. Sau đó tựa vào đầu giường, điềm nhiên cho một điếu thuốc, ngón tay móc vào khuôn mặt đẹp trai đầy thất vọng của anh, vô tư nói rằng cô yêu anh. Đang mơ mộng đến đoạn cao trào, cô ăn nốt chiếc bánh bao cuối cùng không biết có phải do ăn quá vội không cô bỗng nôn ra một đống vào thùng rác phó hàn sợ hãi vội vàng chạy đến bên cô với lau miệng vừa lo lắng hỏi thăm tôi tôi không sao nhưng rõ ràng phó hàn không tin anh căng thẳng vô cùng cuối cùng kéo rèm cửa điều chỉnh gối cho cô nằm thoải mái rồi bảo cô tiếp tục nghỉ ngơi anh thì quay người đi ra ngoài em nghỉ ngơi đi anh đi một lát đến phòng khám sở kiều muốn khóc nhưng không có nước mắt. Chỉ muốn nói rằng có lẽ chỉ là do ăn quá vội. Anh ôm cô nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng anh cảnh sát này quá lo lắng. Vừa nói xong đã biến mất luôn rồi. Lúc cô mở mắt ra lần nữa là bị một mùi thơm đánh thức. Đang nghĩ không biết có nên ăn trưa nhẹ nhàng chút không thì mùi thơm của đồ ăn lại thu hút cô. Giờ Kiều cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy bàn ăn đầy những món ăn phong phú cảm cô suýt rơi xuống đất. Phó... Phó Hàn đồ ăn của homestay này ngon vậy sao phó hàn sắp xếp bát đũa nghe tiếng cô anh lau mồ hôi trên trán rồi quay lại anh mượn bếp của họ để nấu đấy nghĩ em sức khỏe yếu chắc sẽ không quen với khẩu vị ở đây nên anh đã làm một số món ăn quê em bây giờ em thế nào rồi còn khó chịu không anh mua sẵn thuốc rồi nhưng về thấy em ngủ ngon quá nên không làm phiền em nữa sở kiều há hốc miệng hơi ngớ người anh anh còn biết nấu ăn sao Chồng cô hiền tục mẫu mực quá Cô thậm chí không kịp đánh răng Nhảy xuống giường chạy đến bàn Dùng đũa gắp một miếng thịt xào cho vào miệng Thơm ngon, mềm mịn, đầy hương vị Ngon, ngon quá Phó Hàn, sao anh nấu ăn ngon thế? Sở Kiều như một con mèo thèm ăn Gắp liên tục khắp bàn Phó Hàn đứng bên cạnh Rất nghiêm túc trả lời cô Là mẹ anh bắt học từ nhỏ đấy Bà bảo con trai nấu ăn ngon Thì nhà nước sẽ ưu tiên phát người yêu sở kiều suýt bật cười nhai xong miếng thức ăn rồi hỏi anh anh cũng tin chuyện đó à anh lại nghiêm túc gật đầu với cô có chứ đều là tại phó hàn nấu ăn ngon quá sở kiều ăn đến mức bị đầy bụng và không ngừng ngợ phó hàn đứng bên cạnh cố nhịn cười sở kiều buồn thối ruột ôi trời bây giờ phải làm sao đây kế hoạch ăn người của cô sao mà triển khai được nữa chỉ nghĩ đến việc cô sẽ đè lên phó hàn dây trước vừa cười toe toét dây sau lại bất ngờ ợ một tiếng lớn bay thẳng vào mặt anh là cô đã thấy ê chề rồi cả người cô như quả bóng xì hơi có lẽ sau này trong giới nữ cường nhân cô sẽ không còn mặt mũi nào mà đứng vững nữa nhỉ chẳng lẽ cứ thế mà chịu chết nhìn thấy khuôn mặt nhịn cười của phó hàn sở kiều càng tức giận mợ kiếp cả đời cô huy hoàng sao lại hết lần này đến lần khác thất bại trước mặt anh thế này tức giận cô đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài phát hiện gần nhà nghỉ có một đám đông lớn, hình như là một sự kiện âm nhạc. Đôi mắt cô sáng lên, nghĩ ra một ý tưởng. Anh tiểu lượng tốt, lại cảnh giác, cô không thể dùng biện pháp mạnh được. Nếu hôm nay cô làm phó hàn mệt lử, tối đến anh ngủ say thì cô sẽ có cơ hội thực hiện kế hoạch, phải không? Phó, phó, ờ, hàn, ờ, chúng ta ra ngoài chơi đi, ờ. Sở Kiều vừa ợ vừa kéo Phó Hàn đang ngơ ngác đi theo, Rõ ràng anh không đoán được ý định của cô Cô cố ý chen vào chỗ đông người Phó Hàn để bảo vệ cô Đành phải không ngừng đẩy mọi người ra Rồi liên tục xin lỗi Sau khi vật lộn qua mấy đám đông Cô mới phát hiện ra Trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện Mới idol mà cô yêu thích nhất đến biểu diễn Trước cửa toàn là fan đang cổ vũ thôi Sợ kêu đến muộn Nên chỉ đứng ở phía sau Chẳng nhìn thấy gì cả Cô cố gắng nhảy lên Đỉnh đầu của idol hiện ra rồi lại biến mất trong tầm nhìn của cô. Ờ, không thấy gì cả. Ờ. Ngay lúc cô đang dậm chân vì bực bội, một đôi tay bỗng ôm lấy eo cô. Tiếp theo đó cô được nhấc bổng lên. Sở Kiều suýt hét lên. Giọng trầm ồn của Phó Hàn vang lên bên tai cô. Để anh giúp em. Em muốn xem thì có thể ngồi trên vai anh. Ôm thì... Sở Kiều đỏ mặt tía tai. Xung quanh toàn những ánh nhìn tò mò. Lần cuối cùng cô ngồi lên vai người khác là hồi mẫu giáo. Ngại quá, ngại đến mức miệng cô cứ nhếch lên, không cách nào ngừng cười được. Tầm nhìn từ trên cao rất tốt, có lẽ do vừa rồi bị bất ngờ, cô không còn ở nữa. Bên cạnh cô có một đứa bé khoảng 5-6 tuổi cũng đang được bố bế lên. Tiếng nói non nứt của đứa bé vang lên. Cả ơn bố, bố giỏi quá. Sợ kiều mỉm cười, vô tình cao nhẹ vào mái tóc mềm mại của Phó Hàn và khen. Anh cũng giỏi quá. Có lẽ vì cô ngồi gần Đứa trẻ nghe thấy giọng cô thì liền chỉnh lại. Chị ơi, chị nên nói cảm ơn bố, bố giỏi quá thì mới lễ phép. Sở Kiều hơi ngượng, nhưng bên dưới phó hàn lại bật cười phụt một tiếng. Cười xong anh còn mỉm cười nói thêm. Xin lỗi. Nghe xong bài hát thì đã là 20 phút sau. Phó Hàn thả cô xuống, thậm chí một hơi thở dốc cũng không có. Sở Kiều vừa hài lòng vừa ghen tị, vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Hừm, đúng là sức mạnh chết người. Nhìn bộ gen tốt như vậy, không sinh con thì thật là lãng phí. Với mức độ vận động như thế này, rõ ràng chẳng có gì là thử thách đối với Phó Hàn. Sợ Kiều liếc mắt, nhìn khu trung tâm thương mại vạn đạt bên cạnh, mắt nheo lại. Người ta hay nói đàn ông sợ đi mua sắm. Hôm nay dù anh có là một robot di động, cô cũng sẽ làm anh kiệt sức. Với ý nghĩ đầy đen tối đó, cô kéo Phó Hàn đi mua sắm. Từ cửa hàng phụ kiện, cửa hàng đồ ăn vặt, đến cửa hàng túi sách, rồi lại đến cửa hàng quần áo chỉ cần thấy thứ gì vừa mắt là cô đều mua tất cả những thứ cô mua đều để phó hàn cầm phó hàn thẳng lưng mà đi một tay xách bốn cái túi trông có chút buồn cười nhưng khi nhìn vào khuôn mặt không chút mệt mỏi của anh cô cắn răng tiếp tục đi đi đến khi trời đất tối đen sau hơn một giờ nữa cô tưởng phó hàn sẽ tức giận nhưng ai ngờ anh chỉ nhàn nhạt, nhạt nói hay là lát nữa mua thêm đôi giày giày em đi hơi cao đi nữa có thể sẽ đau chân đấy chỉ một câu nói đã khiến cho cô suýt mềm lòng. Không ngờ một người như cục gỗ lại tinh tế đến vậy. Nhưng anh thực sự không mệt sao? Trong phòng thử đồ, Sở Kiều cố tình kéo một góc rèm ra để xem Phó Hàn đang làm gì. Không ngờ anh chỉ ngồi trên ghế sofa không làm gì. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm về hướng cô. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả vệ sĩ. Dù nhân viên bán hàng mời anh uống nước, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu, rồi lại chuyển ánh mắt về phía cô. Sở Kiều kéo rèm ra, Phó Hàn nhìn thấy, người đàn ông mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt có chút lúng túng. Cô cúi đầu, ôi, quên mất rằng cô đang thử một chiếc váy siêu gợi cảm. Ôi trời ơi! Phó Hàn không biết vẻ ngượng ngùng khi anh cúi đầu. Cùng với chiếc áo sơ mi màu đen tôn dáng, toát lên sự quyến rũ đầy hoang dại, thật sự làm cho người ta mê mẩn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chính trực lại lấp lánh sức sống tràn đầy. Cô nhìn anh từ xa như một cô gái say mê, nhưng đột nhiên bên cạnh Phó Hàn xuất hiện một cô gái mặc váy đen ngắn. Cô ấy nhiệt tình rút điện thoại ra. Anh đẹp trai, cho em xin số điện thoại nhé. Đôi mắt mê mẩn của cô lập tức tắt vụt. Sao người đàn ông này còn thu hút ông bướm như vậy nữa? Phó Hàn giơ tay chỉ về phía cô. Tôi đã kết hôn rồi. Sở Kiều vẫy tay về phía đó, giọng điệu như cảnh báo. Chồng ơi, cái dây chuyền này bị kẹt rồi. Phó Hàn nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy chiếc váy vẫn còn treo ở eo cô, ánh mắt anh thoáng chững lại trong giọng nói trở nên ngại ngùng dễ thương không không bị kẹt mà không suy nghĩ gì cô quay đầu lại và chụt một cái lên má phó hàn đó phần thưởng cho anh ra ngoài đi cô không biết phó hàn phản ứng như thế nào vì lần này cô là người đầu tiên không dám nhìn anh đột nhiên hôn anh là do cô bất chợt nổi hứng nhưng sau khi hôn xong trong đầu cô lại tràn ngập cảm xúc sở kiều chợt nghĩ đến một câu Thích một người giống như có vô số con bướm trong dạ dày, chỉ cần mở miệng, chúng sẽ bay ra. Nhìn mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp, trạng thái này cô chưa từng trải qua. Sở Kiều à, mày đang làm cái quái gì vậy? Cô nghĩ mình đã sai, đó là suy nghĩ của cô sau 4 tiếng mua sắm, đến khi đi dạo đến 8 giờ tối, cô đã đi hết tất cả những nơi có thể đi, lúc này mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn sai lầm cô đã đánh giá thấp sức bền của phó hàn một cảnh sát đặc nhiệm xuất sắc hai chân cô như không còn sức đi lại run rẩy cuối cùng anh phải cõng cô về cô đi tắm trước tắm xong nằm trên giường như một con run ôm chăn vặn vẹo hôm nay có nên đè anh không nhỉ đi mua sắm mà làm mình mệt đến mức chẳng khác gì một bản chiến bại nhưng thời gian có hạn nếu không đè bẹp anh thì sẽ không kịp mất sở kiều hít thở một hơi sâu liên tục cố gắng tự thuyết phục mình Phó Hàn bước ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng động, cô quay lại nhìn anh. Trên người anh còn vương vài giọt nước, thân hình đẹp đến mức như đang phát sáng. Anh nhìn thấy cô trợn to mắt, có lẽ đoán được cô đang có ý định gì. Trên mặt anh hiện lên ánh đỏ, ánh mắt né tránh. Em không mệt à? Ngủ sớm đi. Một thân hình đẹp như vậy ở trước mặt cô, cô còn ngủ cái quái gì nữa? Không ngủ. Sở Kiều đập tay xuống giường bật dậy, sông tới nắm lấy tay anh kéo anh lên giường. Khoảnh khắc đẩy anh xuống, tay anh vô tình chạm vào công tắc đèn, căn phòng trở nên tối đen. Đừng bật! Vừa hay, làm chuyện này cô cũng cần chút dũng khí. Sở Kiều hít một hơi thật sâu, đè nén nhịp tim đang muốn nhảy ra ngoài, rồi lao thẳng tới. Có lẽ Phó Hàn không ngờ cô lại chủ động như vậy, hoàn toàn dững sở tại chỗ. Là một cô gái phong tình, khi hôn anh cô thậm chí còn không biết thay đổi nhịp thở vừa buông ra cô đã gấp gáp hít thở. Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Phó Hàn, anh chỉ dịu dàng giúp cô vén tóc ra sau tai, bàn tay ấm nóng đặt lên má cô. "Sở Kiều, lần trước em vẫn chưa trả lời anh." "Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa." Cô không biết. Cô cúi đầu vùi mặt vào ngực anh. "Sở Kiều, im miệng đi." Cô đảo tay đẩy anh xuống, "Nói nhiều quá, hừ." Cô đã sai, thực sự sai rồi. Sở Kiều tự trách mình vì đã hành động tùy tiện. Từ sau kỳ thi đại học, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt trời vào lúc 6 giờ sáng. Khoảnh khắc này cô chẳng khác gì một người tàn tật cấp độ 2. Ngủ một giấc đã là hơn một giờ chiều. Phó Hàn nằm bên cạnh cô, tay anh vẫn đặt trên eo cô. Chào buổi sáng. Anh chào cô, ánh mắt lấp lánh. Sở Kiều chưa từng thấy Phó Hàn như thế này. Dường như có chút khác biệt so với trước đây. Nhớ lại chuyện tối qua, cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, thật là không thực tế chút nào. Nhưng cảm giác đau nhức trên người lại nhắc nhở cô rằng tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là thật. Khương Noãn dù hai người bọn họ đi ăn, lúc ra ngoài vừa bước một bước, cô suýt ngã quỵ. May mà Phó Hàn kịp thời đỡ lấy cô. Cẩn thận nhé. Mặt cô lập tức đỏ bừng, thật mất mặt. Kỳ nghỉ tham thân sắp kết thúc, dù sau lần này cô cũng đến đây với mục đích có con. Phó Hàn không còn hỏi cô về chuyện yêu hay không yêu nữa, có lẽ cả hai người bọn họ đều đã hiểu ra. Phó Hàn tiễn cô ra sân bay, lòng cô bỗng trùng xuống, có chút không nỡ rời ra. Suốt chặng đường anh nắm chặt tay cô, ánh mắt nghiêm túc. Một tháng nữa anh có hai ngày nghỉ, lúc đó anh sẽ về. Giờ cô mới nhận ra một con sư tử đã nếm qua vị mặn, cũng có thể trở nên bám người. Tim cô đập nhanh, thật ra cô cũng không muốn đi, nhưng ở lại đây anh cũng không thể ở bên cô. Thời gian không còn nhiều, sở kiều giơ điện thoại lên nhớ giữ liên lạc nhé vừa mới mong đợi liệu lần chia tay này có khác gì trước đây không phó hàn đã chủ động hôn cô dù không phải môi mà là má nhưng với anh thế là đủ rồi anh sẽ nhớ em luôn nhớ sở kiều bước đi giữa dòng người càng đi càng xa quay đầu lại vẫn thấy bóng dáng của phó hàn sau những bóng người lấp ló dù không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dõi theo cô cảm giác này thực sự rất yên tâm khiến cô muốn quay về cuộc sống bình lặng sống một cách chân thành từ ngày đó sở kiều vẫn ăn uống như bình thường nhưng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày là buổi tối chỉ vì buổi tối phó hàn mới có thể nhắn tin cho cô khác với trước đây giờ anh luôn nói anh nhớ em cũng không còn ngại ngùng như trước anh ngọt ngào hơn rất nhiều cô đếm từng ngày chờ mong kỳ nghỉ một tháng sau Khoảng thời gian chờ đợi này khiến cho cô chắc chắn một điều, trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về Phó Hàn. "Tôi không muốn ly hôn nữa." Cô nói với Khương Noãn, cô ấy chỉ mỉm cười. "Đoán trước rồi." Một tháng sau, Phó Hàn không trở về, phía Đông đột ngột xảy ra lũ lụt, đội đặc nhiệm của họ cũng đã đến hiện trường giải cứu người dân địa phương. Trên đường đến vùng lũ, Phó Hàn vẫn gọi video cho cô, trên mặt anh đầy vẻ tự trách xin lỗi anh không thể về được sở kiều mỉm cười lắc đầu không sao đó là trách nhiệm của anh phó hàn thở nhẹ em đang ở ngoài à cô vẫy vẫy tay với anh ừ bạn thân rồi em đi chơi anh phải chú ý an toàn nhé nói xong cô liền nhanh chóng cúp máy sợ anh nghe thấy tiếng kéo vali của cô sở kiều nghĩ nếu anh không thể đến gặp cô vậy thì cô sẽ đến gặp anh vì thời tiết xấu nên chuyến bay bị hủy cô chỉ có thể đi tàu cao tốc. Suốt chặng đường, cô liên tục theo dõi tin tức trực tiếp từ địa phương. Những đợt lũ lụt sạt lở vỡ đê, thậm chí là lở đất. Họ liên tục di rời người dân, chuyển vật tư cứu trợ, luôn tiên phong. Sở Kiều liên tục lướt xem tin tức, tìm kiếm khắp nơi. Bất ngờ cô thấy một bóng dáng quen thuộc trong một đoạn video tại hiện trường chống lũ. Nhưng sau đó là cảm giác đau đớn trong lòng. Một ngôi làng xảy ra ba điểm lũ, điểm lớn nhất có đường kính dài vài mét dòng nước vỡ đê chảy rất mạnh cô thấy phó hàn dẫn vài đồng đội nhảy xuống nước dòng nước đã ngập đến ngực họ mực nước liên tục dâng cao phó hàn hét lớn cắn chặt răng cùng đồng đội nắm chặt tay nhau cả người áp chặt vào dùng thân thể bịt kín điểm lũ mặt anh tái nhợt tím tái nhưng ánh mắt đầy kiên định cảnh tượng đó thoáng qua rất nhanh còn cảm xúc của cô gần như sụp đổ sở kiều điên cuồng lướt xem tất cả các tin tức Nước mắt chảy dòng dòng trên mặt. Phó Hàn, anh nhất định phải an toàn. Khi cô đến nơi thì đã là 10 giờ tối. Sở Kiều điên cuồng gọi điện cho Phó Hàn nhưng không thể liên lạc được. Nước mắt đã khô, chỉ còn sự vô vọng theo dõi tình hình. May mắn thay, thời tiết bắt đầu cải thiện, nhưng công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Con đường dẫn đến ngôi làng bị lũ lụt đã bị chặn lại, không cho người ngoài cứu hộ vào. Vẫn không có tin tức gì về Phó Hàn. Sở Kiều xuất ruột nhờ người liên lạc với bạn bè địa phương, tìm cách leo lên đỉnh núi cao nhất. Cầm kính viễn vọng quân sự, cô theo dõi từ xa. Suốt một ngày một đêm, đê điều sáng đèn, cô chăm chú tìm kiếm. Nhưng tất cả bọn họ đều lấm lem bùn đất, thật là khó để nhận ra ai là ai. Cứ thế cô theo dõi suốt đêm, họ cũng cứu hộ suốt đêm. Vào lúc cô gần như không thể chịu đựng nổi nữa, điện thoại của cô cuối cùng cũng reo. Là Phó Hàn tay cô run rẩy cầm máy sở kiều thật sự xin lỗi đã làm em lo lắng giọng của phó hàn hiếm khi yếu ớt và khàn khàn thế này anh dường như sợ cô nhận ra điều gì đó nhanh chóng ho khẽ một tiếng anh anh không sao trái tim căng thẳng của cô đột nhiên thả lỏng cô vội vàng cúp máy và gọi video cho anh phải một lúc sau phó hàn mới bắt máy anh trông rất tệ đầu quấn băng gạc có vẻ như bị thương toàn thân lấm lem môi khô nứt đồ lừa đảo Sở Kiều khẽ mắng cô đau lòng chạm vào hình ảnh của anh trên màn hình điện thoại nhanh đi ăn uống nước rồi nghỉ ngơi đi Phó Hàn cười ngại ngùng đừng cúp máy em muốn nhìn anh lâu hơn Sở Kiều nói Phó Hàn đáp lại một tiếng hướng máy quay về phía mình hơi lắc lư ừm anh sắp về đến nơi đóng quân rồi về sẽ được tắm rửa rồi ngủ một giấc anh nhận ra điều gì đó khác thường, nhíu mày. Em đang ở đâu? Em mặc áo mưa à? Phía sau có cây cối. Sở Kiều không thể kìm được nụ cười. À, bị anh phát hiện rồi. Vậy anh đoán xem em đang ở đâu? Phó Hàn ngẩn người, rồi đột nhiên như được lên động cơ, lao nhanh về phía cô. Lúc gặp nhau rõ ràng cô muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy anh tiêu tụy như vậy, cô chỉ muốn khóc. Phó Hàn chạy rất nhanh, hào hứng đứng trước mặt cô, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại. Anh lung tung đứng đó, đôi tay định mở ra nhưng lập tức giấu sau lưng. Tránh gì chứ? Sở Kiều khẽ quát, anh không dám động đậy. Thế là cô điên cuồng lao đến, ôm chặt lấy anh. Anh bẩn lắm. Giọng của anh vừa yếu ớt vừa dịu dàng. Không bẩn, Sở Kiều ôm chặt hơn. Phía sau, mấy người đồng đội dễ thương của anh đều cười rộ lên. Hai người bọn họ chỉ có chút thời gian ngắn ngủi bên nhau phó hàn sắp phải cùng đồng đội di chuyển rồi lần này sở kiều không kìm được bà ôm anh khóc nức nở phó hàn cũng rất buồn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô gọi tên cô hết lần này đến lần khác sở kiều sở kiều sở kiều thật sự phải chia tay rồi sở kiều cắn răng vội vàng rời khỏi vòng tay anh lần sau về phải bù đắp cho em đấy anh chắc chắn sẽ làm vậy hứa với em anh đưa tay lau khóe mắt cô trong mắt đầy tình cảm dịu dàng sở kiều thật sự không muốn khóc nữa nhưng khóe mắt lại bắt đầu cay xè cô đành quay người vẫy tay với anh tạm biệt ừ sở kiều không thể quay lại tuyệt đối không được quay lại nhưng khi xe cảnh sát bắt đầu chuyển bánh cô vẫn không thể ngừng quay đầu lại phó hàn đứng thẳng trên xe lặng lẽ nhìn cô nhưng tay phải của anh đã thu lại kiên định giơ lên bên má anh đang chào cô hình bóng đó ngày càng xa cho đến khi cô không thể nhìn thấy nữa Sở Kiều bịt chặt miệng, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc làm vợ của một cảnh sát. Công tác cứu hộ chống lũ nhanh chóng kết thúc, trái tim cô cũng tạm thời thả lỏng. Bạn thân nghe nói về hành động điên rồ của cô, cảm thán cô đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc yêu này rồi. Có bị cuốn vào hay không thì cô không biết, nhưng mỗi ngày cô chỉ mong được nói chuyện với Phó Hàn nhiều hơn. Nhưng anh thường phải huấn luyện, chỉ có thể vài ngày mới gọi cho cô một lần. Phó Hàn ngày càng cười nhiều hơn, cũng trở nên dễ thương hơn nhờ cô. Tình cảm của hai người bọn họ ngày càng phát triển tốt hơn, mỗi ngày cô đều đếm từng ngày, anh còn bao lâu nữa mới có thể về. Nhưng không ngờ một ngày nọ, Phó Hàn gọi cho cô rất muộn. Giọng anh trầm lắng, nói anh có thể trong thời gian ngắn không về được, phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nghe đến từ nhiệm vụ bí mật, cả người cô đứng bật dậy, tưởng tượng ra đủ thứ tình huống nguy hiểm. Cũng may Phó Hàn nói đó là việc tốt, là việc đem lại vinh quang cho đất nước nhưng vì phải giữ bí mật nên trong vòng một tháng không thể liên lạc với cô nhưng để bù đắp sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh có thể được nghỉ phép nửa tháng lúc đó cô mới mỉm cười hạnh phúc nhưng sở kiều không ngờ nhất là trong một tháng không liên lạc đó cô phát hiện mình đã mang thai thật sự là không kịp trở tay nhưng lại là chuyện đã nằm trong kế hoạch khưng noãn cười nói một phát ăn ngay thật là chuẩn xác cô ấy tối đó liền vội vã chạy đến nhà cô nói sẽ ở lại thường trú, đặt chức vị trí là mẹ đỡ đầu. Sợ Kiều không giấu tin vui này với cả gia đình hai bên, bố mẹ chồng cười tiếc cả mắt. Họ lập tức cùng với chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp đến nhà cô ngay trong đêm. Họ bảo cô sau này không phải làm bất cứ việc gì nữa, chỉ cần dưỡng thai thôi, họ rất yêu chiều cô. Cảnh tượng phô trương này làm cô không biết nên khóc hay nên cười. Nhờ có sự trợ giúp của Khương Noãn, cô mới làm bố mẹ chồng thôi ý định xoay quanh cô, họ để lại chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp. Sau khi dặn dò cẩn thận, họ đầy tiếc nuối trở về quê nhà. Bố mẹ cô biết cô thích tự do, lại có Khương Noãn bên cạnh, nên cũng từ bỏ ý định ở lại. Nhưng cứ cách hai ngày họ lại đến thăm, kết quả là cô và Khương Noãn đã tăng cân 5 ký trong vòng nửa tháng. May mắn là có Khương Noãn bên cạnh, mỗi khi nhớ Phó Hàn, cô ấy lại nghĩ đủ cách để làm cô vui. Bố chồng sợ cô lo lắng nên đã nhờ người tìm hiểu thông tin vào thời điểm thích hợp thì ra Phó Hàn là đại diện quốc gia đi thi đấu, vì là điều động gấp nên mới phải giữ bí mật. Giờ cuộc thi ở nước ngoài đã bắt đầu, không còn cần phải giữ bí mật nữa. Họ nói rằng Phó Hàn có thể sớm liên lạc về nước, bảo cô yên tâm. Hóa ra là việc làm vẻ vang cho đất nước, cô mỉm cười, cảm thấy một tảng đá lớn đã rời khỏi ngực mình. Kết quả khi gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô lại tăng thêm vài ký nữa. Bạn thân trêu nói Phó Hàn gọi video, chắc chắn anh sẽ nhận nhiều người. Sở Kiều cười, kéo cô ấy đi dạo ba vòng quanh khu nhà sau bữa ăn. Thể chất của cô ấy còn yếu hơn cả cô, chẳng bao lâu đã giơ tay đầu hàng, bảo sẽ nhờ người kiểm tra tình hình của Phó Hàn ở nước ngoài. Lúc đó cô mới tha cho cô ấy. Trên mạng có quá ít thông tin, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về Phó Hàn. Cô ấy nhờ người tìm được một phóng viên nước ngoài theo dõi cuộc thi, trong lúc không ảnh hưởng gì, anh đã gửi cho hai người bọn họ rất nhiều hình ảnh về cảnh sát đặc nhiệm. Khương Noãn chỉ vào bức ảnh đẹp của Phó Hàn rồi hét lên. Hai người bọn họ nhắn tin qua lại với phóng viên, anh rất ngạc nhiên. "À, người đàn ông đó tuyệt vời lắm, anh ấy đã giành được vài giải quán quân, hai người bọn họ bất ngờ lắm đấy." Khi phóng viên nước ngoài biết cô là vợ của anh, anh càng ngạc nhiên hơn, không ngừng dùng từ ngữ khen ngợi. Anh nói rằng Phó Hàn đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong đó có một hạng mục mà đất nước của họ đã giành chức vô địch suốt nhiều năm, nay đã bị Phó Hàn giành lấy. Nghe những lời khen ngợi từ một người nước ngoài, cả người cô như đang bay bổng, vui vẻ nói với bạn thân. Nhìn xem, đó là chồng tớ đấy. Khương Noãn bật cười, lướt mắt chọc ghẹo cô. Thế là cô bắt đầu khoe chồng rồi đấy. Cuối cùng Phó Hàn cũng gọi cho cô một cuộc điện thoại đường dài sau thời gian dài xa cách. Lúc anh hoàn thành tất cả các cuộc thi, anh còn muốn để cô đoán xem chuyện gì nhưng cô đã gửi cho anh từng bức ảnh một anh đưa ra tại chỗ phó hàn không biết nên khóc hay nên cười nói với cô anh đã giành được năm huy chương vàng ba hạng mục cá nhân hai hạng mục đồng đội anh đã mang vinh quang về cho đất nước nhìn cảnh anh khoác lên người lá cờ quốc gia cô cũng cảm thấy tự hào vô cùng sở kiều anh sẽ sớm trở về em ở nhà đợi anh nhé phó hàn vui mừng cúp máy khương noãn cười đẩy cô Hỏi sao cô không nói với anh biết chuyện mang thai Sở Kiều mỉm cười nói không vội Đợi lần sau anh gọi Giây phút này anh thuộc về đất nước Nhưng Sở Kiều không thể ngờ được Cô đã không chờ được cuộc gọi của Phó Hàn Một ngày, hai ngày trôi qua Cô không thể ngồi yên được nữa Sở Kiều gọi điện cho Phó Hàn Nhưng điều cô nhận được chỉ là những lần tắt máy liên tiếp Sở Kiều cảm thấy một nỗi hoang mang không tên đang trào dâng Bạn thân liên hệ với phóng viên nước ngoài anh cho biết họ đã về nước và không biết tin tức gì về Phó Hàn. Trái tim cô bỗng chốc trở nên bất an. Hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi bí ẩn, đối phương nói đã sắp xếp cho bọn họ đón ở sân bay. Sở Kiều và Phương Noãn đi cùng xe đến sân bay dành riêng cho họ, nhưng tất cả mọi người đã về, chỉ có điều không có Phó Hàn. Phó Hàn của cô đâu? Sở Kiều tìm kiếm trong đám đông, còn một người vợ của cảnh sát khác cũng như vậy cho đến khi một cảnh sát trẻ đầu chọc dẫn vài người đến trước mặt cô. Trước đây cô đã gặp anh, chính là cậu nhóc cô đã nhận nhầm trong đội. Họ nhìn thấy cô và người vợ của cảnh sát kia, đầu tiên kính cẩn chào một cái. Anh không dám nhìn hai người bọn họ, mắt ngấn lệ, đột nhiên nặng nề đưa một chiếc hộp đến trước mặt người vợ cảnh sát kia. "Xin chia buồn." Khoảnh khắc đó toàn bộ máu trong người cô như đông cứng lại, chân cô run rẩy, nếu không có bạn thân đỡ thì cô đã ngã xuống đất rõ ràng là cô không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng chỉ một chiếc hộp đó thôi đã đủ sức mạnh để đánh gục tất cả sức sống của một con người người vợ cảnh sát bên cạnh cô gục ngã trong tiếng khóc mọi người vây quanh gọi xe cứu thương phó hàn đâu phó hàn anh ấy sao rồi sở kiều cúi đầu không dám nhìn lẩm bẩm chị dâu đội trưởng vẫn còn sống nhưng tình hình của anh ấy rất tệ rất tệ Giọng nghẹn ngào của cảnh sát trẻ khiến tim cô như ngừng đập. Đôi chân của cô run rẩy, tai ủ lên. Sở Kiều như không nghe thấy gì nữa, không thể nhìn thấy gì nữa. Sau khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, mọi người mới nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra sau khi cuộc thi kết thúc, Phó Hàn và một cảnh sát đặc nhiệm tên là Trương Hoài đã đại diện các đồng đội đi mua quà lưu niệm. Nhưng họ lại gặp phải một vụ tấn công khủng bố. Phó Hàn và Trương Hoài nhận thấy điều bất thường, đã sơ tán một nhóm người dân, nhưng chính họ cũng bị mắc kẹt trong tòa nhà. Cùng với đó là 16 đứa trẻ bị bọn khủng bố bắt làm con tin. Tình hình an ninh địa phương rất là hỗn loạn, bọn khủng bố cực kỳ tàn nhẫn. Lực lượng đặc nhiệm đến cứu viện hoàn toàn không đủ. Phó Hàn và Trương Hoài có thể đã thoát được, nhưng họ không nghĩ ngợi gì đã tham gia vào lực lượng cứu viện. Bọn khủng bố bị bất ngờ tấn công, Trương Hoài bị bắn 6 phát, hy sinh tại chỗ. Phó Hàn vì muốn cứu đứa trẻ bị bắn mà đã lao tới. Dù đã hạ gục được tên khủng bố, nhưng chính anh cũng bị trúng ba phát đạn, cùng với vô số vết thương do dao. Tình trạng của anh rất là nghiêm trọng, chỉ có thể được điều trị tại chỗ. Sau khi nghe xong, cô ngây người một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu, nhìn bụng mình càng ngày càng lớn. Muốn khóc, nhưng cô không thể khóc thành tiếng. Thì ra nỗi đau lớn nhất trên đời là không có âm thanh. Sở Kiều ngất xỉu, Đến khi tỉnh lại thì gia đình hai bên đều đã đến. Phòng bệnh trở nên hỗn loạn. Họ đều an ủi cô, bảo cô phải chú ý đến sức khỏe. Giờ đây sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Phó gia chúng ta có lỗi với con. Bố mẹ Phó Hàn nghẹn ngào nắm tay cô, họ cũng run rẩy. Đó là chồng cô, nhưng cũng là con trai của họ. Giây phút này cô phải mạnh mẽ. Sở Kiều cô nén nước mắt, mỉm cười và nói. Bố, mẹ, Phó Hàn sẽ không sao đâu, con còn có bất ngờ dành cho anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ bình an trở về. Có lẽ thực sự bị ảnh hưởng, cơ thể sở kiều có phần yếu ớt, thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn và nôn ọe, ngủ cũng không ngủ được, thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm. Sở kiều đã nhiều lần tự nhủ không nên suy nghĩ lung tung, nhưng cô không thể ngừng nhớ đến Phó Hàn. Tình trạng sức khỏe của Phó Hàn rất là không ổn định, không thể chuyển về nước để điều trị. Lẽ ra có thể sắp xếp một người thân đến thăm anh ở đó, nhưng tình trạng hỗn loạn liên tục tại địa phương lại không an toàn hai người bọn họ tất cả chỉ có thể chịu đựng nỗi khổ không thể ngăn cản ba tháng trôi qua phó hàn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khi tình hình địa phương ổn định cô lập tức muốn ra nước ngoài thăm anh nhưng tất cả mọi người đều khuyên cô bác sĩ nói tình trạng thai kỳ của cô không ổn định có dấu hiệu sinh non thêm vào đó cơ thể cô yếu nếu đi lại xuyên quốc gia sẽ rất nguy hiểm cho đứa trẻ cuối cùng mẹ chồng ở lại chăm sóc cô còn bố chồng thì đi bố chồng hàng ngày gọi video cho bọn họ cho cô xem tình trạng của phó hàn nhìn thấy dù anh chưa tỉnh lại nhưng tình trạng ngày càng tốt lên cô cũng phần nào an tâm tình trạng của cô ổn định trở lại cô sẽ thường đến thăm vợ của trương hoài so với cô cô ấy mới là người cần được an ủi điều an ủi là vợ trương hoài đã vượt qua được nỗi đau chính quyền địa phương đã ghi lại nhiều video cảm ơn có những con tin được giải cứu trước đây, cũng có các đứa trẻ bị bọn khủng bố bắt cóc. Dù ngôn ngữ không thông, nhưng mỗi khi thấy họ chân thành cảm ơn và chúc phúc, khoảnh khắc đó, cô và vợ Trương Hoài đều cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Trương Hoài còn có một cô con gái đáng yêu 3 tuổi. Mỗi khi cô bé hỏi về bố, người vợ của Trương Hoài luôn chỉ vào ảnh cưới với con gái, nói: "Bố đang ở đây, bố là một anh hùng vĩ đại." Thời gian trôi qua từng ngày, sở kiều sắp đến ngày sinh vào ngày sinh bác sĩ nói thai vị không đúng phải sinh mổ cô cảm thấy lo lắng có phần bất an đang được đẩy vào phòng mổ cô đột nhiên nghe thấy khương noãn ở phía sau la lớn cầm điện thoại kiều kiều phó hàn đã tỉnh rồi anh ấy tỉnh rồi tôi đã nói với anh ấy cậu đang sinh con anh ấy nói hai người nhất định phải an toàn chờ anh ấy trở về sở kiều ngần người một lúc rồi vui vẻ cười phó hàn đã tỉnh rồi bỗng nhiên cô không còn sợ gì nữa mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện à sao lại sinh con trai cô vốn muốn có một cô bé xinh xắn mà còn hơi xấu tạm thời không muốn nhìn chỗ nào xấu chứ trông rất dễ thương con trẻ vừa sinh ra thì lúc nào cũng nhăn nhúm hai bên gia đình đều rất vui vẻ sở kiều thì ngay lập tức xin điện thoại của khương noãn muốn gọi video với phó hàn sau khi nhìn thấy phó hàn mở mắt nhìn cô mũi cô đau nhức cuối cùng không thể kìm nén được nữa bật khóc như đứa trẻ giọng của phó hàn yếu ớt nghe lời anh đã tình rồi đừng khóc nữa là lỗi của anh thời gian qua đã làm em sợ rồi giọng nói quen thuộc như một giấc mơ hiện tại trong đồ cô chỉ có một suy nghĩ đó là cô nhớ anh muốn gặp anh muốn ở bên anh anh nói sau vài ngày sẽ chuyển viện về nước sau đó, hai người bọn họ đã có một cuộc chuyển gấp. Sở Kiều và Phó Hàn trở thành bạn cùng phòng bệnh. Phó Hàn được một nhóm bác sĩ và y tá đẩy vào. Hai người bọn họ nhìn nhau, không ai muốn rời mắt. Phó Hàn, Sở Kiều, anh đã đến để ở bên em. Con đã 3 tháng tuổi, quân đội đã cho Phó Hàn một năm nghỉ bệnh. Khương Hoãn nhắn tin cho cô. Mọi thứ đã gần hồi phục phải không? Ừ, gần rồi. Con thì sao? bố mẹ chồng đang chăm sóc khương noãn gửi một loạt ảnh hầu nướng và rau hẹ nướng thử không sở kiều dẫn phó hàn đi ăn với khương noãn cô ấy gọi đủ loại món rau hẹ hầu nướng thận heo tất cả đều có phó hàn không thích thận heo luôn nhăn mặt nhưng anh vẫn cố gắng nhét vào miệng cô không thể nhìn thêm nữa không thích ăn thì thôi đừng ăn phó hàn lắc đầu không sao anh biết em có ý gì sở kiều nhướng mày ý gì là ý gì? Phó Hàn cười, thì thầm sắp lại gần. Phó phu nhân hình như muốn thêm một thằng cu khéo khỉnh nữa. Sở Kiều xong rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ, cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.